Kính chào quý khán giả của bản tin chương trình DVTV. Rất vui được gặp lại quý khán giả trong bản tin số cuối cùng của năm 2021. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng xem lại những dấu ấn và thành tựu nổi bật mà công ty chúng ta đã đạt được trong suốt một năm vừa qua. Những hình ảnh vừa rồi đã cho chúng ta thấy một bức tranh toàn cảnh của Dolcevina trong năm 2021. Mặc dù trải qua một năm đầy biến động và thách thức, nhưng Dolcevina cũng đã nỗ lực vượt qua và đã đạt được một số thành tựu nhất định. Năm 2021 là một năm khủng hoảng sâu rộng cho nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng do đại dịch Covid-19 gây ra. Với Dolcevina, để có thể giữ vững thành trì vượt qua khủng hoảng của đại dịch một cách an toàn, phần lớn nhờ vào tinh thần thép của toàn thể người lao động, chiến lược lãnh đạo và quyết tâm chiến thắng mục tiêu kép của công ty trong công tác phòng chống dịch và duy trì mạch cung cấp sản xuất được ổn định, thông suốt. Bằng cách tận dụng tối đa mọi nguồn lực, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất sản xuất, chất lượng sản phẩm và đa dạng hóa các quy trình sản xuất trong năm 2021, Dolcevina đã đạt được 15 đơn hàng mới, hoàn thành và xuất đi 400 chuyến hàng, nặng hơn 35.000 tấn sản phẩm đến thị trường Nhật Bản, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Tiêu điểm nổi bật nhất của năm vừa qua đó là đại dịch Covid-19. Vì vậy, Dolcevina đã ưu tiên việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho người lao động là trên hết, thông qua việc triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 100% người lao động, cấp phát gần 45.000 khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn, lưu uống nước cá nhân và bình giữ nhiệt, tổ chức test nhanh kháng nguyên định kỳ, test PCR miễn phí cho người lao động có lịch sử đi và về hoặc sinh sống tại vùng có dịch, hỗ trợ tiền và quà cho người lao động chịu ảnh hưởng do thực hiện cách ly y tế, đồng thời thiết lập khu vực cách ly riêng biệt dành cho người lao động có liên quan đến Covid-19. Năm 2021 còn là một cột mốc quan trọng đánh dấu sự thành công trong sự nghiệp xây dựng và phát triển danh tiếng của Dolcevina. Ngày 12 tháng 11 năm 2021, Dolcevina tự hào khi được trở thành là nhà cung cấp tốt nhất cho khách hàng MSAC Nhật Bản, đồng thời là một trong 6 đơn vị trực thuộc Hiệp hội Năng lượng Việt Nam vinh dự đón nhận bằng khen về thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2020 do Bộ Công Thương trao tặng. Năm 2021 cũng là năm đánh dấu thành công trong hoạt động cải tiến tại công ty. Với nhiều cải tiến mang tính đột phá, Dolcevina đã vinh dự đạt được 8 giải thưởng cao tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 12 năm 2020-2021 với 2 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích. Và năm cải tiến đã vinh dự đại diện tỉnh Quảng Ngãi tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16. Ngoài ra, công ty cũng tiến hành hàng loạt các chương trình từ thiện vì cộng đồng, mong muốn được đồng hành và chia sẻ một phần gánh nặng cùng các cấp chính quyền và người dân cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn, như hỗ trợ 2,3 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 cơ sở 3 của tỉnh Quảng Ngãi, đóng góp 200 triệu đồng quỹ phòng chống dịch của tỉnh nhà, thực hiện bảo trì sửa chữa nhà máy lọc nước biển thành nước ngọt trên đảo Lý Sơn, hỗ trợ chi phí nâng cấp nhà ở cho 2 hộ già neo đơn, tặng quà cho các cơ sở điều trị cách ly y tế cho trẻ em và đồng bào vùng núi. Điều này một lần nữa đã minh chứng cho năng lực sản xuất, trình độ tay nghề kỹ thuật của đội ngũ công nhân viên Dolcevina đã tạo ra những sản phẩm chất lượng mang giá trị thương hiệu Việt, xứng tầm quốc tế. Đối với các hoạt động quan hệ ngoại giao, đào tạo, từ thiện, công ty cũng đã triển khai phù hợp với chỉ đạo của chính phủ, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Trải qua một năm đầy biến động với nhiều khó khăn, mặc dù kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có phần giảm so với năm 2020, nhưng Dolcevina kỳ vọng vì một năm mới 2022 sẽ đầy màu sắc tươi sáng hơn và tin rằng dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi, đời sống người dân sẽ ổn định và các doanh nghiệp sẽ nhanh chóng phục hồi và phát triển. Bản tin trưa nay của Dolcevina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời các bạn truy cập vào website youtube.com của tập đoàn Dolcevina DVTV V12N96. Đồng thời các bạn có thể cập nhật những thông tin của Dolcevina thông qua các trang mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và Youtube với từ khóa Dolcevina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.